Bạn có biết 64 triệu người Việt Nam đang sử dụng Internet mỗi ngày, chiếm hơn 66% tổng dân số cả nước? Và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng. Thời đại số đang bùng nổ mạnh mẽ và chúng ta ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị di động thông minh như điện thoại, máy tính bảng, laptop. Nhu cầu được kết nối Internet liên mạch mọi lúc mọi nơi ngày càng trở nên cấp thiết, dù để làm việc hay học tập, giao tiếp hay giải trí, cố định hay di chuyển. Bộ phát Wi-Fi truyền thống hay các thiết bị kích sóng thông thường chắc chắn chưa thể đáp ứng tốt nhu cầu này của người dùng do các nhược điểm. Cài đặt phức tạp, phạm vi phủ sóng hạn chế, người dùng phải thao tác kết nối nhiều lần khi di chuyển giữa các khu vực. Nắm bắt xu hướng công nghệ mới nhất nhằm tối ưu hóa kết nối, VNPT Technology đã cho ra mắt giải pháp mở rộng Wi-Fi thông minh Mesh Wi-Fi iGate EW12S. Hệ thống bao gồm các thiết bị thu phát sóng Wi-Fi Mesh Access Point iGate EW12S liên kết không dây đa chiều, tạo nên một mạng lưới Wi-Fi phủ rộng, hoạt động thống nhất, loại bỏ các vấn đề mạng yếu, điểm chết trong ngôi nhà, do đó giúp người dùng trải nghiệm Internet tốc độ cao, ổn định, liên mạch. Ưu điểm vượt trội của hệ thống Mesh Wi-Fi là tính năng tự động chuyển tiếp tín hiệu và đồng bộ tên mạng giữa các thiết bị, cho phép người dùng truy cập vào một tên mạng Wi-Fi duy nhất, rồi thoải mái di chuyển giữa các phòng, các tầng hay các khu vực khác nhau trong nhà mà không gặp bất cứ gián đoạn nào. Hơn nữa, các thiết bị Mesh Access Point iGate EW12S kết nối với nhau đồng thời trên cả hai băng tần 2,4 và 5 GHz giúp nâng cao hiệu năng của thiết bị, tăng cường chất lượng mạng Wi-Fi. Không gian phủ sóng của bộ ba thiết bị iGate EW12S có thể lên tới 600m² mà không có điểm chết, đồng thời cho phép tới 40 thiết bị cùng truy cập, đem lại trải nghiệm mượt mà. Toàn bộ hệ thống này được điều hành bởi một ứng dụng di động thông minh với giao diện thân thiện, giúp người dùng quản lý cấu hình mạng, điều chỉnh kết nối và kiểm soát tình trạng hoạt động của từng thiết bị mọi lúc mọi nơi. Đơn giản, hiệu quả, tối ưu thời gian và chi phí lắp đặt. Đây chính là bước nhảy vọt giúp Mesh Wi-Fi vượt qua các giải pháp Wi-Fi thông thường để trở thành lời giải cho nhu cầu kết nối toàn diện trong các không gian trung bình như nhà nhiều tầng, quán cà phê, nhà hàng, hiệu sách. Được VNPT Technology nghiên cứu, phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, Mesh Access Point iGate EW12S với độ an toàn bảo mật cao, bảo hành chính hãng, hỗ trợ lâu dài là lựa chọn hàng đầu đáng tin cậy nhất đồng hành cùng người dùng Việt. iGate EW12S, kết nối thông minh, phủ mọi ngóc ngách. Một sản phẩm của VNPT Technology.